Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh nâng thời gian trữ máu hiếm đông lạnh lên 10 năm. Ninh Thuận căng mình phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm. Hà Nội khai mạc phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm. Thưa quý vị, một thông tin vui cho mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân có nhu cầu. Thay vì chỉ bảo quản được tối đa 42 ngày, Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm ra kỹ thuật có thể lưu trữ bảo quản hồng cầu đông lạnh đến 10 năm, giúp những ca cấp cứu với người có nhóm máu hiếm, đồng thời mở ra cơ hội cho những bệnh nhân có nhu cầu sử dụng máu của chính mình. Bệnh nhân quê ở Vĩnh Long này là một trong những trường hợp nằm trong nhóm máu hiếm di truyền, được phát hiện lúc 7 tuổi. Hàng tháng, bệnh nhân vẫn phải lên Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh để được khám, làm xét nghiệm, tư vấn và hỗ trợ lượng máu khi cần thiết. Theo bệnh nhân, nếu không được truyền lượng máu ổn định, cơ thể sẽ mệt mỏi, khó thở, không hoạt động được. 7 tuổi đi truyền máu lâu lâu mới đi một lần. Năm 2010 tới giờ là đi mỗi tháng. Do nó mệt quá, không chịu nổi rồi phải đi mỗi tháng. Dạ, máu em vừa xếp âm. Máu hiếm, dạng máu hiếm. Hồng cầu đắng đông lạnh đó, thì em mới từng truyền thường xuyên hơn. Truyền cái đó vô thì nó khỏe lắm. Có rất nhiều chế phẩm như hồng cầu lắng, máu đậm đặc, huyết tương. Ngân hàng máu bình thường thì chỉ lưu trữ hồng cầu lắng 42 ngày. Như vậy, khi người có nhóm máu hiếm RHD âm trong trường hợp cấp cứu với số lượng lớn thì khó có thể đáp ứng kịp thời. Chính vì vậy, từ năm 2005, Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng thành công kỹ thuật có thể lưu trữ bảo quản hồng cầu đông lạnh đến 10 năm. Đây là thành công bước đầu mở ra những cơ hội sinh tồn cho các bệnh nhân nhóm máu hiếm khi tỷ lệ người cho máu hiếm rất ít ỏi hiện nay ở nước ta cũng như trên thế giới. Thưa quý vị, chế độ ăn cho người bệnh, những khẩu phần với hàm lượng dinh dưỡng cao luôn khá đắt tiền và là gánh nặng với những bệnh nhân nghèo. Nhận thấy những khó khăn đó, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân Gia đình, đã nghiên cứu tạo nên một loại sữa đặc biệt, vừa có nhiều chất dinh dưỡng giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi sức khỏe, mà còn tiết kiệm với chi phí thấp hơn nhiều so với những loại sữa chuẩn khác. Bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai đã tiến hành pha chế sữa bột nguyên kem kết hợp pha chế với sữa đậu nành và trực khuẩn có lợi cho đường ruột. Loại sữa đặc biệt từ đó ra đời với chi phí chỉ 50.000 đồng đến 70.000 đồng cho 6 bữa ăn một ngày của bệnh nhân. Sữa được xây dựng với công thức giàu omega 3 và trực khuẩn đường ruột có tính kháng khuẩn phim cao, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, điều hòa mỡ máu, giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Đây cũng chính là tia hy vọng cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cái công thức sữa của mình á, thì nó lại có đặc điểm nó giúp tăng cái cholesterol máu của bệnh nhân rất là tốt. Cái tỷ lệ bệnh nhân mà mình có thể chuyển không ăn xong ống thông qua ăn đường miệng á, nghĩa là bệnh nhân tốt hơn, khỏe hơn thì mới không cần ăn nuôi ống thông. Ăn đường miệng á, thì cái nhóm của bên nghiên cứu lại nó cao gấp đôi cái nhóm sữa chuẩn. Hiện nay, hàng trăm bệnh nhân tại khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh đã được chăm sóc bằng loại sữa này và sức khỏe có chuyển biến tốt. Mỗi bình sữa đều được pha chế rất cẩn thận, có công thức cho từng trường hợp riêng. Bệnh Parkinson cũng bệnh 5 năm rồi. Ông già thì không có nuốt được, chủ yếu bằng xong thôi. Lấy sữa này khoảng 5 năm rồi, nhưng mà thể trạng của người bệnh thì rất là tốt. Rất là tốt, nói chung là có gì thắc mắc hỏi bác sĩ được trả lời. Sữa đặc biệt do Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai nghiên cứu được trao giải COVA lần thứ 14 và có thể trong thời gian tới sẽ tiến hành đưa ra thị trường để phục vụ cho đông đảo người bệnh. Ngày 26 tháng 2, tại khu di tích Gò Dài, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ tưởng niệm 51 năm vụ thảm sát Bình An 26 tháng 2 năm 1966, 26 tháng 2 năm 2017. Cách đây tròn 51 năm, trong vòng hơn một tháng, 23 tháng 1 tới 26 tháng 2 năm 1966, tại xã Bình An, huyện Bình Khê, nay là ba xã Tây Vinh, Tây Bình, Tây An, huyện Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của đế quốc Mỹ, lính đánh thuê Nam Triều Tiên đã sát hại hơn 1.000 đồng bào ta, hầu hết là người già, trẻ em. Tại Gò Dài, vào sáng ngày 26 tháng 2 năm 1966, quân địch tập trung ra tay sát hại dã man 380 người dân vô tội. Vụ thảm sát Bình An gây chấn động và gây căm phẫn đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân trên toàn thế giới. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, tỉnh Ninh Thuận đã chủ động tăng cường các biện pháp quản lý, phòng chống dịch nhằm ngăn ngừa không để xảy ra dịch cúm với gia cầm tại địa phương.
Hiện nay tỉnh Ninh Thuận có hơn 1,4 triệu con gia cầm được chăn nuôi theo hướng trang trại và chăn nuôi theo hộ gia đình. Tại hầu hết các trang trại và hộ chăn nuôi tập trung có quy mô tổng đàn lớn, người chăn nuôi đã chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp như làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại, kể cả khu vực xung quanh, khẩn trương tiến hành tiêm phòng vaccine tổng hợp để phòng chống dịch bệnh xảy ra, thực hiện nghiêm quy trình chăm sóc, xuất bán, tiêu thụ sản phẩm từ gia cầm. Để ngăn ngừa dịch bệnh trên gia cầm, ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi, đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh đến từng xã, thôn, hộ chăn nuôi. Khi phát hiện có dấu bệnh bất thường, gia cầm là bị mắc nghi cái dấu hiệu mắc bệnh cúm thì phải báo ngay cho thú y viên xã hoặc là ủy ban nhân xã hoặc là trạm thú y huyện để có cái hướng xử lý ngăn chặn kịp thời, không để lây lan. Tuy nhiên, để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh cúm như các năm trước, Ninh Thuận cần triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Trọng tâm là giám sát chặt chẽ tình hình tại các cơ sở chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia cầm xuất nhập, kiểm soát giết mổ, kinh doanh gia cầm. Bởi hiện nay, tại các khu chợ trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng bày bán gia cầm nhưng chưa qua công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh. Chuyển sang thông tin khác, ngày 26 tháng 2, ba tàu cá của ngư dân thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang neo đậu trên vùng triều làng Diêm Phố thì bất ngờ bốc cháy. Ban đầu, người dân phát hiện tàu cá công suất 140 mã lực của ông Nguyễn Văn Bình cháy lớn, rồi lan nhanh sang tàu của ông Nguyễn Văn Tuyên và tàu của ông Nguyễn Văn Lợi. Nhiều ngư dân nỗ lực cứu tàu nhưng do ngọn lửa bén nhanh cộng thêm gió biển thổi mạnh nên chỉ trong ít phút đám cháy bùng phát dữ dội. Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và ngư dân dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang hàng chục tàu cá đang neo đậu xung quanh. Thiệt hại sau vụ hỏa hoạn ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 2, một trận động đất mạnh 3,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tiếp đó, vào lúc 13 giờ 2 phút cùng ngày, thêm một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter tiếp tục xảy ra. Người dân cho biết, khi động đất xảy ra có kèm theo tiếng đổ nhẹ trong khoảng 3 giây, gây rung lắc mạnh, dịch chuyển đồ đạc trong nhà. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu và Chính quyền huyện Nam Trà My đã cử đoàn công tác đến hiện trường để kiểm tra tình hình, theo dõi ảnh hưởng của trận động đất và trấn an người dân. Trái ngược với tình cảnh éo le của người nông dân Bà Rịa Vũng Tàu, tại tỉnh Bình Phước, nghề trồng hẹ đang giúp nông dân có thu nhập ổn định. Thưa quý vị, hẹ là một loại rau ăn lá. Trong sản xuất hẹ, người nông dân bỏ vốn đầu tư ít, dễ trồng lại, ít tốn công chăm sóc, nhưng mang lại giá trị kinh tế cao hơn các loại rau khác. Nhận thấy tiềm năng của loại cây này, nhiều hộ dân tại Bình Phước đã mạnh dạn đầu tư và mang lại thu nhập cao. Ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ tại tổ 2, ấp 8, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, là người đã mạnh dạn đầu tư hơn 600 triệu đồng, tận dụng diện tích đất trồng chuyển sang trồng hẹ, sen canh trên diện tích 5 hectare. Cây hẹ đã giống phù hợp với thổ dưỡng địa phương, dễ chăm sóc lại ít sâu bệnh. Củ hẹ sau khi trồng xuống đất được khoảng 80 ngày có thể thu hoạch đợt đầu và sau khoảng 35 ngày lại thu hoạch đợt tiếp theo. Và có thể thu liên tục trong vòng 3 năm, mỗi năm cho thu hoạch được hơn 10 lứa. Mỗi đợt thu hoạch trung bình được khoảng 10 đến 20 tấn một hecta. Nếu được chăm sóc tốt thì thu được 25 đến 30 tấn một hecta. Với giá thành vào lúc cao điểm vào khoảng 8 tới 9.000 đồng một kg, mỗi đợt thu hoạch gia đình ông thu về hơn 1 tỷ đồng. Thì cây hẹ này nó nói chung nó dễ làm, nó không kén đất. Với lại cây hẹ nó dễ chăm sóc hơn những cái loại hàng bông khác, nó nhẹ chi phí hơn. Nhưng mà đầu tư một lần thì mình thu hoạch được dài, lợi nhuận nó cũng cao hơn mấy cái kia, cho nên mình cũng dễ làm. Tuy nhiên trồng hẹ gặp một số khó khăn như cần tưới tiêu nhiều, giá cả của hẹ thay đổi theo mùa. Vì vậy để phát triển quy mô hơn, cần sự giúp đỡ của các cấp chính quyền để đảm bảo giá bán và đầu ra ổn định cho người nông dân. Thưa quý vị, cũng liên quan đến câu chuyện nhà nông. Với mong muốn góp phần chấm dứt tình trạng rau cải chứa tồn dư hóa chất gây ảnh hưởng sức khỏe người dùng, vào tháng 1 năm 2017, chị Trần Thị Minh Hải, giáo viên môn hóa trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ đã hướng dẫn các em học sinh lớp 10A8 điều chế thành công loại thuốc trừ sâu sinh học với thành phần gồm dịch chiết từ lá thực vật tuyệt đối an toàn. Với loại thuốc này, người xịt thuốc không cần dụng cụ bảo hộ, rau vừa xịt thuốc có thể hái đem ăn, đem bán mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Loại thuốc trừ sâu an toàn này chế tạo từ các loại thực vật như sả, tía tô, rau cần, chạy lá, theo đúng hướng dẫn về bọc nhỏ đem ngâm với nước sau thời gian 20 ngày sẽ cho ra loại thuốc trừ sâu hiệu quả mà lại an toàn. Ứng dụng vào thực tế, cô Hải đã giới thiệu cho hộ ông Phạm Văn Hai, ngụ khu vực 3, phường Hưng Thịnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, sử dụng trong vòng 2 tháng vừa qua. Kết quả ruộng rau cải không những hết sâu mà lá còn phát triển xanh tốt, không cần bón thêm phân bón lá.
Dân số Việt Nam mình thì càng ngày cái tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân đó là mình sử dụng thực phẩm bẩn. Thì trước cái thực trạng đó thì cô nghĩ là nên nghiên cứu ra một cái loại thuốc nào đó mà trừ sâu được nhưng mà an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Trên cái cách nhìn nhận đó thì cô mới hướng dẫn học sinh là từ những cái cây đó mình chiết xuất các hoạt chất đó ra và sử dụng cái hoạt chất đó để làm một cái loại thuốc trừ sâu. Chắc cú một điều rằng là những cái loại thuốc trừ sâu này từ những cái cây thực phẩm mình ăn hàng ngày, ví dụ như sả nè, tí tô nè, tầng dày lá nè, thì khi mà làm ra thuốc trừ sâu thì nó sẽ an toàn cho người sử dụng. Thuốc trừ sâu sinh học cho kết quả tốt ở ruộng cải của ông Hải đã thu hút sự quan tâm của người dân trong khu vực. Loại thuốc này hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Được biết, thuốc trừ sâu sinh học an toàn cho sức khỏe và đoạt giải khuyến khích cuộc thi chi cứu khoa học tại thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương Ocean Bank, cùng 47 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Do có đông người tham gia tố tụng, phiên tòa đã chia thành hai phòng xét xử. Những người tham gia tố tụng sẽ trả lời thẩm vấn, tham gia tranh tụng thông qua hệ thống micro và màn hình kết nối với phòng xử chính, nơi hội đồng xét xử ngồi điều hành xét xử. Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm gồm 5 người do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Đây là phiên xét xử lớn nhất từ đầu năm tới nay tại Tòa án Nhân dân Hà Nội, với 48 bị cáo, gần 50 luật sư và hơn 600 người tham gia tố tụng. Trong đó, tòa đã triệu tập di lý Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng từ thành phố Hồ Chí Minh ra tham dự, với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ngoài bị cáo Hà Văn Thắm, 47 bị cáo còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh phòng giao dịch của Ocean Bank trên toàn hệ thống, lãnh đạo công ty BSC bị đưa ra xét xử. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong quá trình hoạt động tại Ocean Bank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với Ocean Bank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của nhà nước, gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng. Đêm ngày 26 tháng 2, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe công nông và một xe gắn máy làm hai người thương vong. Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, do thời điểm trên xe công nông mang biển kiểm soát 47MK08114 do anh Võ Trung Hiếu, sinh năm 1972, ở xã Cư Bao, đang lưu thông từ thị xã Buôn Hồ về thị xã Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe gắn máy mang biển kiểm soát 47E122701 do một nam thanh niên chưa rõ danh tính chở theo một người ngồi sau chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến xe công nông kéo lê xe máy hàng chục mét. Hai người ngồi trên xe máy ngã đập đầu xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng một người đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Riêng tài xế công nông bị thương nhẹ. Theo người dân nơi đây cho biết, khu vực trên thường xuyên xảy ra tai nạn do đường không có đèn chiếu sáng. Nhận được tin, công an thị xã Buôn Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn. Qua công tác nắm tình hình, vừa qua Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam bí mật tổ chức lực lượng truy quét, phát hiện và tiến hành lập biên bản với 3 đối tượng dựng lán trại tổ chức các hoạt động khai thác vàng trái phép. Ban đầu, các đối tượng khai nhận có hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Thác Trắng, thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ một xe múc gầu, hai xe tải ben, 3 máy phát điện, phá hủy một máy nổ, một bể ngâm ủ quặng, 7 lán trại và nhiều công cụ khác, đẩy đuổi khoảng 100 người ra khỏi khu vực khai thác, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực khoáng sản, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 27 tháng 2, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Võ Văn Sang, 33 tuổi, ngụ xã Bình Phục Nhất, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Võ Văn Sang thường xuyên lân la ở những quán cà phê để tiếp cận, làm quen và tạo tình cảm với các cô gái tại đây. Sau đó dùng tình cảm lừa gạt các cô gái qua đêm để trộm tài sản rồi bỏ trốn. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 2, Võ Văn Sang cùng chị TNN, 30 tuổi, cụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho để nghỉ qua đêm. Trong lúc chị N đang ngủ thì Sang lấy trộm của chị N gồm một điện thoại hiệu Samsung và một xe ô tô, tổng trị giá tài sản khoảng 42 triệu đồng.
Đến ngày 25 tháng 2, công an thành phố Mỹ Tho đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này và thu hồi tang vật là một chiếc xe mô tô và một điện thoại di động Samsung. Cùng với thủ đoạn này, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2, Sang lấy trộm của chị TTML, 32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, một cây bóp, một mô tô, một nhẫn vàng 24K, 1,8 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân. Thì công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra thụ lý vụ án. Thưa quý vị, nghề làm muối ở Sa Huỳnh thuộc huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi có truyền thống lâu đời. Thế nhưng trong thời gian qua, do giá muối bấp bênh và khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, nên nhiều người làm muối đành phải bỏ đồng, bỏ nghề. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có một số chính sách hỗ trợ cho dân Sa Huỳnh, trong đó có việc đưa ra đề án dồn điền đổi thửa, được người dân ủng hộ. Đây là thời điểm cải tạo đồng ruộng để bước vào vụ sản xuất muối năm 2017. Thế nhưng tại cánh đồng muối ở Sa Huỳnh chỉ còn đác đác vài người. Hiện có đến gần 100 hộ dân bỏ nghề muối. Với 20 hecta nhưng số diện tích bỏ hoang không làm muối ngày càng tăng. Theo người dân, nguyên nhân chính là do trong nhiều năm qua giá muối quá thấp và tiêu thụ quá khó khăn nên người dân không còn mặn mà với nghề muối. Năm giờ rồi muối quá rẻ, thành thử nói chung làm cuộc sống ở đây dân làm muối mà không làm thì làm sao đủ sống, thành thử buộc phải làm. Trước thực tế bấp bênh của nghề làm muối, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi xây dựng đề án chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh tại vùng muối Sa Huỳnh giai đoạn 2017-2020. Hiện đề án đã được lấy ý kiến của người dân và dự kiến sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong tháng 3 tới. Theo kế hoạch, cánh đồng muối Sa Huỳnh sẽ được dồn điền đổi thửa, hỗ trợ 10 triệu đồng một hecta và 80% kinh phí để người dân mua bạc làm muối sạch. Nhà nước hỗ trợ giá sàn thu mua gồm giá thành sản phẩm cộng với 30% lãi giá thành sản xuất. Vừa rồi đó là huyện có cho mấy tỷ mua gạo, ta cho cả tổ làm nên chứ sản lượng cao, muối sạch là chỉ có nhiều hỗ trợ nhà nước. Người dân Quảng Ngãi đang rất mong chờ đề án được thông qua sớm để vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và đặc biệt là thu nhập cho người dân. Có như vậy thì người dân muối Sa Huỳnh mới sống được với nghề truyền thống này. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Phòng thuốc gieo chữ tâm cho đời tại tỉnh Khánh Hòa. Học thi tốt nghiệp qua Facebook. Khẩn trương điều tra vụ chết cháy trong đêm khiến 4 người thiệt mạng tại Bình Dương. Ao hồ lấy nước chống hạn, cây bẫy chết người.